Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong thủy Thực Hành. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về lá số tử vi của gia chủ tuổi Nhâm Thìn, sinh năm 1952, năm mạng trong năm 2023, năm Quý Mão. Đó. Thì trong năm 2023, năm Quý Mão, những gia chủ tuổi Nhâm Thìn là những người sinh năm 1952 ấy, là 72 tuổi. Những người này thuộc Dương Nam, có ngũ hành bản mệnh là Trường Lưu Thủy, có cung mệnh là Cung Chấn thuộc Mộc. Và là xương con rồng, tướng tinh con chó sói, con nhà hắc đế trường mạng. Và trong năm 2023 thì những gia chủ tuổi Nhâm Thìn là 72 tuổi, 72 tuổi gặp hạn sao là hạn sao Mộc Đức, và hạn năm là hạn Huỳnh Tuyền. Đấy. Đấy. Và trong năm 2023 thì những gia chủ tuổi Thân Tý Thìn thì bị phạm vào tam tai, đâm ra là những người tuổi Nhâm Thìn cũng bị phạm vào tam tai và không bị phạm kim lâu, không bị phạm vào hoang ốc. Đó. Đó là phần tổng quan của những gia chủ tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 năm mạng. Thì như quý vị đã biết, những phần đông những người đàn ông có can là Nhâm thì cuộc đời là gặp nhiều may mắn, tài vận thế hanh thông và có một cuộc sống gia đình là ổn định, hạnh phúc. Đặc biệt những người mà sinh vào ban ngày thì cả đời được hưởng vinh hoa phú quý, có quyền cao chức trọng, tính tình thì hiền lành, cương trực, ngay thẳng, thích giúp đỡ mọi người và cũng thường được nhiều người giúp đỡ. Tình duyên thì có phần trắc trở lận đận, có thể phải trải qua hai lần đò thì mới mong tìm được hạnh phúc thật sự. Về tuổi trẻ thì lận đận, vất vả, nhưng gần về già thì có được cái cuộc sống ổn định. Quý vị nên ăn ở hiền lành, làm nhiều việc thiện, tu tâm tích đức thì để có được cái cuộc sống nó thanh nhàn, thanh thản khi về già. Tử vi năm 2023 nói chung cũng như là tử vi tuổi Thìn nói riêng, thì những người tuổi Nhâm Thìn nam mạng sẽ đón một cái năm mới là khá là bình yên, không có quá nhiều cái biến động. Về phần gia đạo thì nhìn chung là hài hòa, con cháu thì hiếu thảo, tuy nhiên sức khỏe có phần giảm sút do cái tác động của tuổi tác. Chỉ cần bản mệnh giữ được cái tâm lý là lạc quan, để nghỉ ngơi điều độ thì mọi chuyện sẽ đều được ổn định. Xét về vận hạn năm 2023 năm Quý Mão thì chúng ta biết là thì những gia chủ tuổi Nhâm Thìn là 72 tuổi thì gặp hạn sao là sao Mộc Đức và hạn hạn Huỳnh Tuyền. Đấy. Và năm nay có thêm cái hạn tam tai nữa, hạn tam tai 3 năm là năm Dần Mão Thìn, thì năm nay là năm thứ hai. Đấy. Năm thứ hai nhé, quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý. Và trong năm 2023 năm Quý Mão thì xét về mối quan hệ địa chi, thì Thìn mà gặp gì, gặp Mão thì là gì, bị phạm thái tuế. Từ Mão Thìn là lục hại đấy. Đâm ra là gì, trong năm nay thì những gia chủ tuổi tuổi Thìn bị phạm thái tuế, thì các mối quan hệ sẽ bị rạn nứt và công việc nói chung là cũng sẽ không được ổn định. Đó. Vậy nên là quý vị cần phải sử dụng một cái phù thái tuế, và mang theo bên mình một cái phù thái tuế. Cái phù thái tuế hay còn gọi là kim bài thái tuế, nó là một cái pháp quy phong thủy, nó được làm bằng đồng đỏ và được mạ vàng 18 hoặc 24K. Và trên mặt trước của nó có in hình cái thái tuế tinh quân của lưu niên năm 2023, đó là gì, bì thời đại tướng quân. Và ở mặt sau có in hình, có in cái linh phù thái tuế kèm theo niên hiệu của năm là năm 2023, 1963. Đó. Và khi mang theo cái thái kim bài thái tuế bên mình ấy, thì sẽ được thái tuế tương trợ, giúp cho vận trình của năm được hanh thông và may mắn, và mọi chuyện cũng sẽ được hóa giải phần nào, mọi việc xấu sẽ được hóa giải phần nào. Đấy. Còn tiếp theo chúng ta xét đến mối quan hệ thiên can. Đấy. Nhâm thì là dương thủy và quý thì là âm thủy. Thủy gọi là kiếp tài, có nghĩa là gì, ngang bằng và ngang bằng với bản thân. Và đối với các gia chủ tuổi Nhâm Thìn ấy, thì trong năm nay nên chú ý nhiều về cái mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cái cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh những cái xung đột ảnh hưởng trực tiếp đến cái tình cảm của mình và gia đình cũng như là mọi người xung quanh. Và trong năm 2023 năm Quý Mão, gia chủ tuổi Nhâm Thìn nam mạng cần chú ý vào những cái tháng là cái tháng 9 này, tháng 9 âm lịch, đó là tháng Nhâm Tuất. Tháng Nhâm Tuất này nó khởi từ ngày mùng 15 tháng 10 đến ngày 12 tháng 11 năm 2023 dương lịch. Thì đây là những cái tháng này thì quý vị đại kỵ không nên làm những việc gì lớn, không làm những việc trọng đại trong tháng này. Đấy. Còn tiếp theo chúng ta xét đến cái phần sao chiếu mệnh. Thì sao chiếu mệnh và vận hạn trong năm 2023 năm Quý Mão của gia chủ tuổi Nhâm Thìn thì chúng ta đã nói đó là về sao hạn thì gặp sao hạn là hạn sao Mộc Đức và hạn là hạn Huỳnh Tuyền. Như quý vị đã biết, sao Mộc Đức là một phúc tinh, nó thuộc hành mộc, nó hướng sự an vui hòa hợp. Và trong năm mà gặp cái sao này thì thường gặp nhiều điều may mắn, có tài có lộc và thăng tiến trong sự nghiệp cũng như là công việc kinh doanh thì đều được thuận lợi.
có thể kết giao được với nhiều bạn tốt, và với bản chất là phúc tinh, nên là cái sao này nó tốt cho cả nam và nữ. Và sao Mục Đức hay còn gọi là Mục Đức Tinh Quân, những người mệnh Kim và mệnh Mộc gặp sao Mục Đức sẽ gặp những trở ngại về ở cái tiền vận, nhưng cuối cùng lại được cái thuận lợi và an toàn. Với sao Mục Đức thì chúng ta cũng nên làm một cái lễ nghênh sao giải hạn đầu năm để chúng ta thì tiến hành hóa giải hoặc là nghênh sao dâng sao để được may mắn và bình an trong năm. Tiếp theo tôi sẽ đến hạn hạn năm. Hạn năm là hạn Huỳnh Thuyền. Hạn Huỳnh Thuyền thì người xưa vẫn có câu là gì? Huỳnh Thuyền bệnh nặng nguy vong. Huỳnh Thuyền bệnh nặng nguy vong. Đấm ra là quý vị cần phải chú ý về cái vấn đề về sức khỏe. Cái sao này nó chủ về sự chủ sự khi gặp hạn này là sẽ gặp chứng đau đầu, chóng mặt và mặt mũi hay bị sa sầm, hoa mắt, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày. Còn về làm ăn kinh doanh buôn bán thì bằng đường thủy thì hoặc là bằng đường sông nước thì cũng không được gặp may mắn và thuận lợi, gặp nhiều khó khăn và trắc trở trong cái công việc của mình. Và để hóa giải ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng một cái phù gọi là phù phù giải hạn. Đây là phù giải hạn. Phù giải hạn gồm những cái linh phù giải hạn để hóa giải vận hạn của năm. Đấy. Kèm theo ở trên có âm dương bát quái này, âm dương này và gì? Đây là một cái linh phù giải hạn sẽ hóa giải những cái hạn như hạn sau Mộc Đức này, hạn Huỳnh Tuyền này hoặc là hạn hạn Tam Tai. Sẽ hóa giải ba hạn, một là hạn năm, hai là hạn sao hạn và ba là hạn tam tai. Thì những gia chủ tuổi tuổi thìn ấy, tuổi nhâm thìn 1952 thì năm nay bị cái hạn tam tai và hạn huỳnh tuyền thì quý vị tốt nhất nên sử dụng một cái phù giải hạn này mang theo bên mình nhé để hóa giải. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ xét xem là trong từng tháng, chúng ta xét tử vi từng tháng của những gia chủ tuổi nhâm thìn sinh năm 1952. Thì đầu tiên chúng ta xét về tháng giêng. Tháng Giêng thì đây là một tháng mà quý vị vừa mới đón xuân cùng gia đình và con cháu. Mặc dù ăn Tết rất vui vẻ nhưng mà cái không khí gia đình, cái tình cảm của những thành viên trong gia đình trong trong tháng này cũng không được tốt. Đấy. Tháng thứ hai là tháng Ất Mão. Thì trong tháng Ất Mão tiền bạc của gia chủ trong tháng này có sự tiêu pha về có vẻ là hao tài tốn của. Đấy. Bên cạnh đó là sức khỏe cũng không được tốt, đặc biệt là về đường tiêu hóa. Nhé. Về tháng hai. Tiếp tục tháng ba. Tháng ba là tháng Bính Thìn. Thì tháng Bính Thìn trong tháng ba này thì nếu mà quý vị có người thân ở xa thì đây là một tháng, một trong tháng mà báo hiệu là họ sẽ trở về nhé, họ trở về thăm hoặc là trở về có công việc gì đó. Đó. Tiếp theo tháng tư, tháng tư là tháng Đinh Tị. Tháng Đinh Tị thì sức khỏe của gia chủ trong tháng tư thì không được tốt, có thể bị ốm đau hoặc có bệnh tật, đặc biệt là những bệnh lâu ngày không khỏi thì quý vị phải cần phải kiểm tra thường xuyên. Tiếp theo ta xét tháng năm. Tháng năm là tháng Mậu Ngọ. Tháng Mậu Ngọ thì quý vị cần lưu ý về cái vấn đề di chuyển, cần vấn đề di chuyển, vấn đề đi lại trong cái tháng năm âm lịch này và cẩn trọng cái vấn đề sức khỏe để tránh đi cái ốm đau bệnh tật trong tháng này. Tiếp đến ta sẽ là tháng 6. Tháng 6 là tháng Kỷ Mùi, thì trong tháng này gia chủ có tin vui trong họ hàng anh em thì có vẻ có tin nhiều cái hỷ tín báo và những điềm báo tốt trong cái tháng 6 âm lịch này. Đó. Tiếp đến ta sẽ là tháng 7 là tháng Canh Thân, thì trong tháng Canh Thân gia chủ thì chú ý di chuyển trên cái miền sông nước đó. Đặc biệt là cái tai nạn sông nước nhé, thì quý vị cần chú ý nhé. Tiếp đến là tháng 8, tháng 8 là tháng Tân Dậu. Thì đây là tháng mà quý vị cần phải chú ý về cái các vật sắc nhọn nó ảnh hưởng đến mình như là dao kéo này, kim tiêm các thứ vân vân. Và đặc biệt là chú ý cái bệnh về đường tiêu hóa thì quý vị ăn uống cũng phải chọn lọc rất là kỹ càng nhé. Tiếp đến là tháng 9, tháng 9 là tháng Nhâm Tuất. Thì trong tháng này thì sức khỏe của gia chủ không được tốt, quý vị lưu ý về vấn đề sức khỏe trong tháng 9 âm lịch này. Tiếp theo ta sẽ là tháng 10 âm lịch, nó là tháng Quý Hợi. Thì trong tháng Quý Hợi thì quý vị di chuyển ở ngoài cần chú ý những cái dấu hiệu về tai nạn bất ngờ đến với gia chủ, nhất là tai nạn về giao thông, tai nạn xe cộ nhé, đặc biệt chú ý. Tiếp theo ta sẽ tháng 11. Tháng 11 là những tháng mà gia chủ nhâm thìn đón được nhiều tin vui trong cái cuộc sống. Nhiều tin vui đưa tới. Và tháng cuối cùng ta xét đó là tháng 12. Tháng 12 là tháng Ất Sửu. Thì trong tháng cuối năm gia chủ đón nhiều tin vui trong nội tộc và anh em họ hàng, có thể đoàn tụ quây quần. Và một trong tháng này cũng là một trong tháng rất là tốt. Nhiều quý vị cần lưu ý là có điếu khách, đâm ra là nó vẫn có thể xảy ra chuyện thất thoát về tiền bạc. Đó, đó là toàn bộ cái tử vi của gia chủ tuổi Nhâm Thìn trong 12 tháng. Bây giờ chúng ta sẽ xét xem về vận trình, về sự nghiệp, về tài lộc và gia đạo của những gia chủ tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 năm ạ sẽ như thế nào. Đầu tiên thì ta xét về vấn đề về sự nghiệp.
thì với những gia chủ tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 mà vẫn còn đang công tác, vẫn còn đang làm việc thì có nhân duyên khá là tốt. Và những gia chủ này thì có được cái quý nhân đưa đường chỉ lối và giảm bớt được cái khúc mắc trong cái công việc, những cái lòng vòng trong công việc. Và bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh cái việc bốc đồng, sốc nổi hay là cái chủ quan, thiếu chỉn chu trong công việc mà dẫn tới hiểu lầm, dẫn tới bị cái tiểu nhân hãm hại, bị mọi người khác gọi là bới đồng tìm phết đấy, bị tiểu nhân hãm hại và kiếm mất cái vị trí của mình. Thứ hai là về vấn đề tài chính. Thì trong năm 2023, năm Quý Mão, những gia chủ tuổi Nhâm Thìn không cần lo lắng quá về cái việc con đường tài lộc. Có quý nhân giúp đỡ, lại đâm ra là cái chuyện làm ăn buôn bán của gia chủ ấy sẽ tiến triển khá là tốt. Đấy. Và trong thời gian này quý vị cũng sẽ tìm được nhiều cái cơ hội để phát triển. Tuy vậy, bản mệnh cũng cần phải tham gia nhiều các hoạt động tiệc tùng đấy, và xã giao nên là chi tiêu khá là tốn kém. Công việc tiến triển khá là ổn định nhưng mà chưa gặt hái được cái kết quả rõ ràng nên là không có thêm các khoản thu nhập nào khác. Chính vì vậy bản mệnh cần phải có kế hoạch chi tiêu một cách hợp lý. Tiếp theo là về vấn đề sức khỏe. Thì trong năm nay những gia chủ tuổi 1952 đã bước qua cái độ tuổi thất thập của lai hy rồi, nên là đa số không phải lo lắng quá về cái công việc trong gia đình cũng như công việc trong xã hội. Cái điều bản mệnh quan tâm bây giờ là hãy buông bỏ gánh nặng và để con cháu tự chăm sóc. Còn mình thì hãy tận hưởng cuộc sống của tuổi già, và nếu có thể thì hãy cũng đỡ đần con cháu và tham gia những hoạt động xã hội. Đấy. Vì bản mệnh đã là người có tuổi nên là phải giữ gìn sức khỏe. Đôi khi sẽ xuất hiện một vài dấu hiệu bất thường về sức khỏe, ví dụ như là nhức mỏi xương khớp này, rối loạn chức năng gan, chức năng thận hoặc là hệ hô hấp, đặc biệt là đường tiêu hóa. Đấy. Thì gia chủ cũng nên có thái độ tích cực lạc quan khi phải đối diện với những vấn đề này, và đồng thời chú ý rèn luyện sức khỏe, tăng cường tập dưỡng sinh, tăng cường tham gia các hoạt động về cơ thể với trong các hội người cao tuổi. Đấy. Và gia chủ cũng nên là thường xuyên đi chùa lễ Phật cầu thần. Đấy. Đi đình đền miếu phủ chùa chiền. Đấy. Và đấy. Đồng thời đấy chùa chiền để được gì gia tăng được cái phần sức khỏe và mang lại cái tâm trí cho mình được thoải mái và tâm trí mình được thoải mái và được thư giãn. Đấy. Còn về tình cảm và gia đạo thì những người tuổi Nhâm Thìn năm nay thì quan hệ khá là tốt với mọi người xung quanh, với hàng xóm láng giềng. Bản mệnh thì thường xuyên quan tâm giúp đỡ, khi có rắc rối gì xảy ra thì các bạn cũng sẽ nhận được cái sự giúp đỡ của mọi người. Thì với con cháu trong nhà thì bản mệnh cũng phải nên là người mẫu mực. Với một số gia chủ tuổi Nhâm Thìn thì vẫn được con cháu tin tưởng và đưa ra tin tưởng và giao cho những cái quyết định quan trọng trong gia đình. Vì có nhân duyên tốt, một số người đang sống một mình thì có thể nhận được cái sự quan tâm chăm sóc từ những người khác giới. Hay bản mệnh thì có thể là đôi khi có một cái cơ hội để hiểu nhau hơn, thăm hỏi lẫn nhau và giúp cho tinh thần của nhau thoải mái và tươi trẻ hơn. Đó là tổng quan toàn bộ cái vận hạn của gia chủ tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 trong năm 2023 năm Quý Mão. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.